hoa hậu áo tắm đột ngột qua đời ở tuổi 32. Judy Fitzgerald, cựu hoa hậu áo tắm Ireland 2014 đột ngột qua đời ở tuổi 32, hiện nguyên nhân chưa được tiết lộ. Truyền thông quốc tế đưa tin, Judy Fitzgerald, hoa hậu áo tắm Ireland 2014 đột ngột qua đời ở tuổi 32, nguyên nhân cái chết hiện chưa được công bố. Judy Fitzgerald đã rời xa thế giới. Các thành viên trong gia đình đều đau đớn, lời chia buồn viết trên cáo phó. Trên trang cá nhân, nhà thiết kế Venera Tabakin bày tỏ sự tiếc thương, mong Judy Fitzgerald ra đi thanh thản, cô người mẫu bé nhỏ, người bạn thân của tôi. Một ngôi sao nổi tiếng ở Ireland. Người mẫu Marie Mullally viết trên trang cá nhân, Judy Fitzgerald, cựu hoa hậu áo tắm Ireland 2014 của chúng ta đã ra đi. Tôi bàng hoàng khi nghe được tin dữ, mọi người sẽ nhớ mãi hình ảnh của Judy. Tang lễ của cô diễn ra ngày 1 tháng 6 tại nhà thờ Etchinesen, Rahin. Thi thể của cựu hoa hậu áo tắm được đưa về nghĩa trang Castlemore, Ireland. Judy Fitzgerald đăng quang hoa hậu áo tắm Ireland 2014, sau đó đại diện đất nước tham gia một số cuộc thi thể hình tầm cỡ châu lục và thế giới. Trước đó, Judy là người mẫu, từng tham gia trình diễn ở tuần lễ thời trang New York. Cô là cử nhân chuyên ngành điều dưỡng tại Bệnh viện Đại học Cốc. Khi dịch COVID-19 bùng phát, cựu hoa hậu áo tắm cùng đồng nghiệp làm việc ở tuyến đầu của Bệnh viện Đại học Limerick, Thẩm Nguyễn, theo Yahoo News.